Đây là chỗ ngồi ăn gỏi thần thánh ở đây đình. Ăn với hè. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Thì em khỏe. Mình đang ở góc đường Võ Thị Sáu nè. Nhỏ thì cũng hay ra đây ăn gỏ bò bía lắm. Nhà thờ Tân Định đằng xa ở đại đình. Dạ, bây giờ là 4 giờ rưỡi, giờ tan tầm đi làm về, rất là đông ở đại đình. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Hôm nay là thứ 5, 14 tháng 11 năm 2024. À, đây có hai quán rất là đông, ngày bán 1.000 bịch dễ hợp không khó. Dạ, cổ bán mình như con cổ học bên Mỹ, ở bên Mỹ luôn ở nhà đài rồi, rất là đông. Đây em mua gỏi bò bía cái đã, bây giờ em thèm ăn gỏi bò bía hủ hồn. Hủ hồn 3 bịch 78 là bao nhiêu tiền một bịch? Giờ em ăn 10 cuốn, 20 cuốn. 10 cuốn, 20 cuốn. Bán em gỏi bò bía 2, 3, 40 cuốn. 40 cuốn. Mấy phút mới xong anh? Nửa tiếng thôi. Nửa tiếng hả? Trời ơi. Trời ơi, hai chục cuốn nha. Ngày qua lấy gỏi cái đã. Đi. Gỏi bò bía nổi tiếng ở đây rồi. Gỏi của bò nghỉ một ngày, ngày mai bán lại. Nghỉ một ngày bán em bán con 5 bịch gỏi. Ủa hộp khác gì bịch em? Tính tiền cái hộp 2.000. Vậy thôi 5 bịch. 130. Mai nghỉ đúng không? Mai nghỉ hả em? Dạ. Vậy là bây giờ bao nhiêu một bịch? 26.000. 26.000. 130. Cái bịch là cái hộp là 2.000. Qua bên đường. Ở đây là bịch 20.000, 27.000. Một đồng hai. Bốn chục cuốn là 160 anh. 160. Tiền cao nhưng mà cháu chưa múc. Trời ơi, cứ nghĩ là cuốn sẵn không chứ. Ba người á. Giờ có bộ ông phái bán ế ta. Ông cười. Ông phái bán ế. Bán ế là về ông khỏi ngủ luôn á chứ. Mình bán cùng thời với là bán gỏi không ta? Dạ chị em đó anh. Trời đất. Ủa cái cô đó là dạ. Chị của chị. Dạ. Ủa sao mà chị trẻ hơn cái cô kia? Không giống luôn á. Dạ bán năm nào ta? 90 không ta? 71. Năm 1971 á. Dạ, lúc đó em chưa ra đời rồi. Lúc đó đang ở đầu gối dài em mà. Ủa nhưng mà hai chị với chị đó đâu kế nhau đâu đúng không? Không. Thấy chưa? 15 bạn Úc, 15 cái kia thứ 6 là. Kia thứ 6 là có 15 rồi. Đẻ rồi. Cái này lâu giờ khó đấy
đèn. Mình tưởng nhà mình 12 người là nhiều rồi, đây đụng hàng 15 người luôn. Dạ dạ dạ. Ngoài mày tắm mấy rồi đó, tắm 9 rồi đó. Wow. Vậy là bà khỏe rồi. Còn bà ngoại, bà nội bán muối hết rồi. Ông nội 92 mới bắt năm ngoái. Bà nội thì tắm mấy đó. Vậy là nãy sơn tổ bằng cô đó, cô rầy em. Cô rầy rồi. Ủa vậy là chị đó là thứ mấy mà chị là thứ mấy? Dạ thứ 6 đó, mới nói nãy đó, chị thứ 6 ngoài em là 15. À cách nhau tới 9 người lận. Nhà 15 người nhưng mà mắt ở Đông Anh thứ 9 là còn 14. À. Có tiền em anh? Chị đó 15 con chú không lo mà chị đó 15 mới tới anh rồi. Rồi. Xa dữ vợ vậy trời. Xe nước mía của mình luôn anh. Giờ lát hồi là cho em lấy nước mía đi. Còn các bạn bạn công bích bên kia kêu bạn ấy đợi 10 phút. Nửa tiếng không? Rồi các bạn công bích bên kia kìa. Hỏi bạn ăn gỏi không? Bạn không ăn. Chắc ngán rồi. Nước mía. Nhưng mà đừng đừng khoan nha, khoan nước mía vô tiền anh. Dạ. Dạ nè cho anh gửi, em gửi anh. Này, chút xài đi rồi chạy nước bạn kia uống được. Đứng ở đâu anh, em qua cho. Bên đường hả? Không, bạn đứng dưới này nè. Không để em qua cho em đậu bên đỉnh mà. Vậy là 58 mấy em mới học rồi, mới ăn qua đây em ăn. 71 luôn hả ta? Không có, bộ cú ở đây không có chị. Bộ bía đợi em chút xíu nha. Lâu chị còn 40-50 cú lận. Tới em không phải tới chị đó. À, em là 40 á. Rồi, cảm ơn anh. Tiền trao rồi nha. Em cũng hay ăn ở quận 5 á, trường thực nghiệm á, cô chú đó bán cũng lâu lắm. Bán lỗi ha anh? Dạ cũng bán lỗi nè. Bán bò bé này nè, rồi bán trước cửa chùa Xá Lợi nữa. Chùa Xá Lợi nữa, bây giờ đâu còn nhiều xe nữa đâu, hết rồi. Hồi trước thì nhiều. Trước cửa trường Minh Khai á. Tương ngon nè, sạch nè, ăn đảm bảo không có sợ. Bây giờ cái gì nó cũng sợ hết. Cái mạng mình là quan trọng nhất. Cái nhà em ơi, làm thì anh đừng có sợ. Ờ, em ăn lâu rồi em biết. Còn bộ gửi lại nhà làm hết, không có lấy đúng không ạ? À, không có qua một cái người nào khác đúng không? Không có lấy ai chung. Vậy mừng quá, vậy mừng quá. Ủa, nhà mình có ai đi Mỹ mà đúng không ta? Dạ, có. À, bạn đó ở bên San Francisco đúng không? Texas. Texas, à. Em mừng quá, không lấy ai khác là được rồi. Là con của chị lớn đó. À. Bé mà em nói sinh năm 71 đó. À. Dạ, rồi nó bảo lãnh ba mẹ nó rồi đó cũng mấy năm. Ồ, vậy lâu rồi. Chị cũng đi đi về về vậy đó. Chị cũng làm này nè. À. Bên Mỹ đó là đặc biệt là gỏi cuốn ngon lắm nha. Và cuốn bể bể đặc biệt gỏi cuốn ngon lắm. Hai bên anh hai. Anh hai. Ớt nhiều anh hai. Hai bên. Ớt nhiều. Mà em để mang cái này bỏ tủ lạnh 3-4 bữa ăn không bị đau bụng. Sao hồi nãy anh không nói để đồ riêng á? Không sao đâu. Để cho để đồ riêng. Đổi luôn hả? Dạ. Thấy vậy?
Ôi trời ơi, hơn vậy. 21 anh nói để đồ riêng á. Nhưng mà có ngon như là bình thường không? Y gan như vậy luôn mà. Em để bánh với khô riêng cho anh rồi đu đủ anh về anh để tủ lạnh. Hèn chi để nhà 3-4 bữa luôn mà em ăn, vợ em ăn hoặc là nhà em ăn không có bị gì hết. Nhưng mà nó hơi bị lạnh, yếu cái ăn bánh. À thôi. Mới bắt anh nói vậy đi em để đồ riêng. Rồi thôi, gắn đổi đi. Gắn đổi cho. Rồi, không biết ta. Anh nói 5 bịch để đồ riêng á là mai ăn á. 1, 2, 3, 4, 5 đúng rồi, 5 bịch. Dạ. Cái là bánh anh để ngoài, còn nước tương còn nguyên bịch gỏi ớt anh để tủ lạnh. À. À, không biết ăn biết bao nhiêu năm mà không biết. Không biết bỏ tủ lạnh ăn vẫn ngon nhưng mà bánh thì nó hiểu với lại nó hơi lạnh thì không có dặn miệng, không có dặn miệng mà để ý nha, đu đủ mình không đắng nha. Sao ăn mấy cái chỗ nổi tiếng khác nó bị đắng nha, lý do là sao, nó ngâm đồ chơi hả? Em không biết, ngâm à, không, không. Mà không, cũng tùy theo đồ cũng được. Ở bên em ai bán nhiều lúc cũng hơi nhẫn nhẫn đó nha. À, chưa bao giờ. Nó ấy á, nhưng mà hiếm lắm. Dạ. Bữa xin thêm bạch xin lỗi. Dài hấp không hết luôn. Dài hấp không hết luôn. Dư hả hay sao? Không, vừa đủ. Nếu mà mình cố tình mình hấp á thì ấy. Chứ còn mà đúng là một bịch này là 10 đúng không chị? Một bịch này là 10, ngon. Lần này không xin tên tương nữa. Không xin tên tương nữa đâu. Rồi đủ rồi ha, trả tiền đủ rồi, cảm ơn chị. Hả? À quên rồi, quên. Rồi, cảm ơn chị, cùng mai bán gấp. Rồi, cảm ơn anh. À, mình đi qua đường ra đây đi, đường Hai Bà Trưng. Dạ. À, mình kêu đồ riêng nha, ăn không biết trời, ăn mấy chục năm mày đạt không biết trời ơi. À, gói cũng nhanh lắm. Dạ. À, đậu xe đây tính tiền với lại mình cái app ở đây được, nhưng mà mình gặp người dễ thương thì mình mời cà phê thì nọ các kiểu thôi. Nó Tứ Hải giai huynh đệ mà học nhiều cô chú anh chị á. Dạ, quán này nổi tiếng ở đây được. Ôi trời, ít khi nào em hỏi kỹ càng lắm. Mang em giọt không à. Trời 71 rồi ha ta. Trời ơi, lúc đó là em còn nhỏ xíu à, bán quá lâu luôn ở đây được. 53 năm nhiêu là quýt đâu, quá trời quá đất này. Cái món cục vàng lớn em thích. Dạ. Đây mình cất cái máy đưa cho bạn ấy chứ không thôi lấy cái máy bạn ấy nó ngại ngại. Nó ngại ngại nha đại đình. Em cất cái máy ở đây xíu xíu, đưa nước mía cho bạn ấy.
ủng hộ mời ta ly nước mía đó, ở khu bờ ngồi đây đây luôn, các bạn thấy không? À, nhiều cô chú anh chị Việt Kiều về ăn lắm nha, đặc biệt là cái nước tương nó ngon cay, cái dòng gỏi khu bò là phải cay nó mới ngon. Dạ cay nó mới ngon. Rồi thêm một cái nữa là có giấm nè, có tỏi nè, đó mới ngon. Ngày xưa là có mấy cái xe đó, em xin lỗi em đi đưa nước cho bạn ấy nha. Rồi đến đường với em, cảm ơn đại đình nhiều. Ra đường Tứ Hải Gia Quân Đệ nha đại đình. Học theo các cô chú anh chị thôi, nhiều cô chú anh chị ở Việt Nam với lại ở nước ngoài hải ngoại hào sản lắm. Dạ hào sản với em lắm. Cái đó là cái ví dụ rồi mệnh đề mà em bắt chước học theo thôi. Bao nhiêu ta, 4.000 cuốn gỏi cuốn, 27.000 một bịch, 26-27.000 vậy đó, em cũng không nhớ. Cảm ơn bạn Butcher. Ra đường nhường nhịn nhau mà sống hay đại đâu, thương nhau mà sống. Thương nhau mà sống, đừng nói lái lại nha. Mình đang đi vô Hiền Dương nè, gió thì sáu. Gỏi bò bía này nó ngon lắm nha. Dạ nó có cái vị khó đâu mà lẫn được. Thì nó cũng là củ cải với lại cà rốt, nó hấp lên thôi, củ sắn hấp lên thôi. Dạ nhưng mà nó là cái món ăn tuổi thơ, cái hồi bọn nhỏ em đi học trước cửa trường Minh Khai, Bàn Cờ, rồi hầu như là trường nào cũng có bán hết á. Người ta hồi xưa là cái xe đẩy đại đình ơi, xe đẩy với lại gỏi á, gỏi thì có mấy cái chai tương. Trời nhìn là cả một trời. Mình mua về cái nhà nói là mình để riêng nha, chứ đừng có ăn liền nó bị yểu khô bò với lại yểu gỏi. Mình đang ở Phạm Ngọc Thạch là đường Duy Tân là đại đình, 4.000 cuốn ăn bắt lắm á đại đình. Thì có nhiều cô chú anh chị Việt Kiều về bụng quen thì không nói, mà bụng không quen thì mình cũng ngại mời cái món này lắm, tại vì nếu mà không quen thì nó dí nó chạy nha đại đình. Củ cải mà mình thấy họ luộc nóng rồi. Gỏi nè, nhất là gỏi nè, lạnh bụng á. Nhưng mà đặc biệt thì mình ăn chỗ nào mình quen chỗ đó. Đó một phần trong nguyên nhân mà em ít đi review mấy cái quán đó. Thứ nhất là ăn cơm ở nhà vợ nấu, thứ hai nữa ra quán mình đâu biết người ta chơi đồ chơi gì đâu. Bây giờ chơi đồ chơi không rồi đại đình ơi, khách ăn chứ chủ đâu ăn, đúng không? Dạ mình nói vậy thì không phải nói xấu cho quán, nhưng mà thật sự ra bây giờ nó nhiều thứ quá. Cả nhà biết có nhiều cái giai đoạn người ta nói là gì. Ngày xưa thì nói là cà phê năm dưỡng đó, lấy cái dẻ lau sái thuốc phiện đó. Đó. Ở gì trùng chỉ nấu hủ tiếu gõ đó. Nó có nhiều lời đồn lắm mà nghe sợ không? Sợ chứ. Rồi gì bánh bao thịt chuột. Bánh bao thịt chuột. Bánh bao nhân thịt giấy cắt tông có à nha, bánh bao nhân thịt giấy cắt tông thì có đó nha đại gia đình. Cái này là báo chí đăng rồi Trung Quốc á, bánh bao không phải là bánh bao nhân thịt người của Quỳnh Thu Xanh đâu, phần 1, phần 2 Quỳnh Thu Xanh đóng ở đại gia đình. Anthony Wong tên tiếng Anh của Quỳnh Thu Xanh, Anthony. Dạ rồi gì nữa ta,
nấu với nước lèo nấu lá tài mà đó, hoặc là nước lèo lít, trời ơi nghe thấy ớn lắm mà giờ thêm cái đường siêu ngọt nữa, trời ơi sợ không, sợ chứ sao không sợ, bố ai mà không sợ. Đang Black Friday ha, ngày thứ sáu đen, ngày thứ sáu đen, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11 ở đây nè, Black Friday. Đi thẳng ra là Hồ Con Rùa ha, ngày xưa là quán cà phê Gió Bắc nè. Ngày xưa là những ai mà kỷ niệm đi học, thỏ học trò như mấy cô chú anh chị hoặc là thế hệ đàn anh đàn chị của em thì chắc chắn em kể thì chắc cũng nhớ. Phá lấu kem cái gì, cốc teo ở đại lên, cốc teo là gì, nước đường thơm sơ ghi rồi trái cây bỏ vô làm cốc teo, mít cả nhà biết là gì không, sơ mít á, lấy sơ mít bỏ vô á chứ không phải đâu. Rồi nem mà nó xanh lẹ, nó đỏ lè luôn, tóc tai đỏ lè nhuộm màu. Mà ngày xưa thì hóa chất nó không có được nhiều phổ biến đại rồi, bây giờ hóa chất nhiều phổ biến sợ. Và cái tiệm hồi nãy năm 1971 ha, thì gia đình 15 anh chị em ha, ôi trời ơi má ơi, một ngày kiếm vài triệu là không thành vấn đề nha đại rồi. Mà đó là cả một quá trình người ta lao động cực khổ, mà nhà là origin nguyên thủy, làm hết công đoạn luôn từ A tới Á luôn ha, mình an tâm ha, bỏ miệng ha, thiệt ăn mà dạng miệng thì mình sướng, ăn ngon là hạnh phúc, còn mà ăn mà sợ sợ thì thôi không dám ăn đâu. Dạ thực tế ở đại đình ở đây là Hồ Con Rùa. Bây giờ là 5:07, gái em đi học về rồi đi học thêm nữa, trời ơi. Trước mặt mình là nhà thờ Đức Bà ở đại đình. Ngày xưa thì hay đi ra khu nhà thờ Con Rùa này, Hồ Con Rùa, rồi ăn vặt, rồi những cái trường trước cửa trường đó, như trường Bàn Cờ, trường Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai nha, là bên hông chùa Xá Lợi đó, thì nó có cái đường Sư Thiện Chiếu á. Chứ trường Lê Quý Đôn là không có bán hàng rong luôn nha đại gia đình. Dạ, trường Lê Quý Đôn á, đối diện với Độc Lập mà, nó có bán hàng rong, gỏi bò bía, khô bò, rồi hộp vịt lộn, rồi này nọ đâu. Có mấy vòng vòng mấy cái món đó không à. Rủ ghệ đi ăn, bạn gái đi ăn thì cũng toàn ăn cái quán đó không à. Ngày xưa yêu đỡ tốn kém. Dạ em xin lỗi. Kỳ quá, nói kỳ quá. Bên tay trái mình đang có hội sách dọn kho, mua sách theo thùng, trời. Hồi trước là thấy mua sách theo kilo, bây giờ mua sách theo thùng nữa. Trời ơi trời. Cô chú anh chị có dạy em là trong sách có vàng. Bây giờ người ta nói cái đó thì mình cũng không biết luôn. Dạ. Thôi thì nói sao nói đúng không? Văn phong mà. Sắp tới Noel rồi, thêm một mùa Noel nữa nhà thờ Đức Bà lại chưa xong. Em xin phép chào đại đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau. Mời đại gia đình gọi khô bò 27.000, có nghĩa là 1 đồng 25.000, thêm 20, thêm 2.000 nữa. 2.000 nữa là 5 sen. Khoảng 5 sen nữa là 1 đồng 5 sen. Dạ, chưa tới hơn 1 đô la. Rồi gỏi bò bía thì gỏi bò bía thì là 4.000. 4.000 thì là khoảng 10 sen, 15 sen. Khoảng 15 sen ha đại đình ha. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng.